sẽ biết. Cùng đều có kết quả như thế nào? Phương sẽ biết. Chị sẽ biết. Phải chứ, phải chứ. Phải. Five fingers. Đà la, đà la, đà la. Yeah, đà la. Tiếp tục chơi đi. Five. Five. Our five fingers. One. Nằm ngón tay luôn. Cậu biết đi. Cậu xin người. Cậu xin người tha cho cậu có thần tiếp đi. Hả? Quý vị. Giống khỉ quá. Lệ chiến. Không phải người sẽ đắc ý hay sao? Thần tiếp sai rồi. Sao bây giờ? Lẽ cậu xin người thần tiếp sai rồi. Quý vị đừng đừng người trách tội thần tiếp sao cũng được. Kể coi là vô tội. Nhưng đừng cậu xin người tha cho đó. Một. Ồ, miếng măng đâu chú à? One, two, three. Bỏ ra, nhìn tay lại đi. Nhanh đi. Mình lại đi đây, để con thể không quản được. Wow. Không quản được, mình ngồi tí đi. Cung phi sinh ra khi đồng, cũng phải chết chung. Bốn cùng mang chung. Sợ biết. Để ngươi và A ca của ngươi cùng lên đường. Hết more. Còn không? Còn không? Cái gì vậy? Cái là gì? Cái gì vậy? Chưa cho bốn cung còn nghĩ tới người. Hết chưa? Hết chưa? Sao hả? Sợ mẹ con bọn họ. Chỗ này, đó này. Có nào? Đồng hành cùng họ sao? Nơi này là trường xung cung. Mẹ ngó gọn nhé. Người không thể làm lớp chuyện ở đây. Rồi, ngồi nhét miệng ra hả? Tất nhiên cái xử trí này tức khắc. Nhét miệng cả. Chỉ là chấp pháp theo công lệ, thay trời hành đạo. Rốt cuộc có phải là mắt vàng hay không? Không phải cho quý phi đường đường đâu. Chị mở miệng lắm. Rồi, mở miệng mắt mày đi nhét vô vậy hả? Trời sinh ép vậy? Nhét. Chị ép vậy? Có ai thấy như vậy? Cái chờ bác sĩ. Cây má mì. Cây má mì. Cũng không thể giữ được. Chụp bánh. Nhưng một người nữ quen dập. Như ngươi đây. Dập. Lại dập. Ở đây ra sức binh giật. Chụp cái xe mồ gì. Ngươi đâu. Ok. Trời, ả lại cho ta. Cho em ăn. Các người còn đứng đó là gì? Ờ. Ủa, em ăn nữa không? Bác sĩ quá. Má mì, má mì. Má mì nữa. Chùa á. Em ngay ra liền thương. Mà đi ăn hết đi. Chúng ta sẽ không sống nổi. Cậu không mang qua đây đi. Qua đây. Đang làm gì đó? Từng người chỉ hạ phạm thượng. Định tạo phạm okay. Sao? Giỏi quá. Nhỏ anh giỏi quá. Mặc dù chúng ta chỉ là hạ nhân hai chén nhưng đều thay mặt cho trường xuân cung hôm nào giỏi quá. Các người lùi lại nửa bước không chỉ là mất quy danh của bà thủ đương đương mà cả tử cấm thành đều sẽ cười nhạo trường xuân cung vô dược dễ ức hiếp. Nước bông nước ăn giỏi quá nở thôi nãy giờ ăn gần hai hộp rồi không ăn nữa. Enough. Đủ rồi, lát chiều nữa mẹ. Mẹ xác dưa hấu cho. Bye.